Honda NSX hay còn được biết đến với cái tên Acura NSX. Acura NSX là một trong những siêu xe mang tính biểu tượng nhất từng được chế tạo vào khoảng đầu thập niên 2000. Thế nhưng, câu chuyện về sự ra đời của NSX bắt đầu ở Nhật Bản vào những năm 1984. Vào lúc đó, hãng xe hơi Honda nổi tiếng nhờ những chiếc xe vô cùng tiết kiệm nhiên liệu như Honda Accord hay Civic. Chưa hết, Honda còn bắt đầu đặt mục tiêu bổ sung một loại xe mới vào danh sách của mình, đồng thời dự định chế tạo một chiếc xe thể thao hiệu suất có thể cạnh tranh với các thương hiệu như Ferrari hay Lamborghini về hiệu suất cũng như cảm giác thú vị khi lái xe. Vậy thì, trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu về lịch sử cũng như quá trình nghiên cứu phát triển của Acura NSX nhé. Nhưng trước tiên, bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Để hoàn thành được dự án vô cùng tham vọng này, Honda mới đầu đã sử dụng cái tên NSX có nghĩa là mới, thể thao và thử nghiệm, cũng như được sự hỗ trợ về mặt thiết kế qua những nét bút bắt mắt từ nhà thiết kế Ý Pininfarina. Đồng thời đây cũng là công ty đã hỗ trợ Ferrari trong quá trình thiết kế mẫu Ferrari F40. Quay trở lại với những ý tưởng ban đầu của NSX, thiết kế mới bao gồm động cơ đặt giữa 3 lít V6, sản sinh công suất 270 mã lực. Ngoại thất của xe còn được thừa hưởng từ thiết kế khí động học tiên tiến, được lấy cảm hứng từ mẫu máy bay chiến đấu F-16. Hơn nữa, hiệu suất của NSX còn được cải thiện với sự trợ giúp của tay đua công thức 1 Ayrton Senna. Senna đã đề xuất một số chỉnh sửa như khung gầm cứng cáp hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh lại nhằm cải thiện hiệu suất của NSX. Chưa hết, NSX còn được thử nghiệm trên nhiều vòng đua ở Nhật Bản và Đức. Vào năm 1990, NSX được trình làng với toàn thế giới, đồng thời còn được coi là một sản phẩm đột phá và mang tính cách mạng. NSX còn là chiếc xe được sản xuất hoàn toàn bằng nhôm đầu tiên trên thế giới, đem đến cảm giác nhẹ và thiết thực khi hết ga, cũng như hệ thống chống bó cứng phanh 4 kênh độc lập. Hệ thống lái trợ lực điện, các thanh kết nối bằng titan giúp động cơ có thể vận hành êm ái ở vòng tua 8.300 vòng mỗi phút và còn được kết hợp với hệ thống VTEC huyền thoại. Từ năm 1995, NSX đã có tùy chọn trần xe có thể tháo rời ở thị trường châu Âu. Với khả năng tháo rời trần xe, Honda đã phải điều chỉnh chiếc xe để tăng cường độ cứng và độ bền của cấu trúc khung gầm. Các trụ mái và khung dày hơn đã được sử dụng, từ đó nâng tổng trọng lượng của xe lên khoảng 45 kg. Vào năm 1997, Honda đã nâng cấp động cơ của NSX bằng động cơ 3.2 lít, hộp số sàn 6 cấp, sản sinh công suất 290 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,6 giây. Vào năm 2001, Honda quyết định nâng cấp chiếc siêu xe hiệu suất yêu quý của mình, bao gồm việc thay thế đèn pha gập lên xuống bằng đèn cố định, một động thái khiến nhiều fan hâm mộ của NSX trên toàn thế giới coi là kỳ lạ. Khi nhiều người cho rằng nhờ có đèn pha bật lên xuống đã mang lại cho NSX một diện mạo thể thao hơn. Vào năm 2002, Honda đã đem chiếc NSX đến Nürburgring, nơi được coi là lò nung của tất cả các hãng xe trên toàn thế giới. Hầu hết các hãng siêu xe hiệu suất hàng đầu thế giới đều kiểm tra xe của họ quanh Nürburgring. NSX đã hoàn thành chặng đua trong 7 phút 56 giây, ngang với mẫu Ferrari F360 vào thời điểm đó. Đây là một tin vui đối với Honda, điều đó có nghĩa là NSX thực sự là một chiếc siêu xe hiệu suất cao. Và trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 2007, Honda đã bán được 9.000 chiếc NSX trên khắp thế giới. Nhưng vào năm 2005, do doanh số bán hàng ảm đạm, Honda đã quyết định hủy bỏ việc sản xuất NSX. Thế nhưng đối với các fan trung thành của NSX, họ vẫn luôn khao khát được sưu tầm những mẫu xe cũ. Và thế là từ đó, đã khiến giá xe NSX cũ trên thị trường tăng một cách phi mã, do nhu cầu sưu tầm xe là quá lớn. Vậy nhưng, tưởng chừng như NSX đã bị khai tử, Honda đã quyết định khởi động lại dự án phát triển thế hệ kế nhiệm của NSX. Nên vào tháng 4 năm 2011, thế hệ tiếp theo của NSX đã được nhà hàng. Mặc dù đối với những ai đam mê những mẫu xe thể thao của Honda, vẫn chưa rõ chiếc xe sẽ trông như thế nào. Và thế là trong năm 2011, thời điểm mà bộ phim The Avengers của nhà MCU đang nổi đỉnh nổi đám, người hâm mộ NSX lâu năm đã nhận ra sự hiện diện của một mẫu Acura kỳ lạ do Robert Downey Jr. lái trong bộ phim. Và chiếc xe này đã được Chance FX chế tạo khi sử dụng một chiếc Honda NSX đời 1992 hiện có. Điều này đã khiến người hâm mộ phát cuồng để mong chờ thế hệ mới của NSX. Cũng như vào năm 2012, Honda đã phát sóng một đoạn quảng cáo Super Bowl cho siêu phẩm NSX mới, đồng thời có sự góp mặt của Jerry Seinfeld và Jay Leno. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 2015, Honda đã ra mắt thế hệ thứ hai của mẫu xe thể thao hàng đầu NSX. Thế hệ thứ hai của NSX được trang bị hệ chuyển động điện Hybrid Twin Turbo, cơ cấu DOHC 4 xi lanh, động cơ V6 3,5 lít tạo ra công suất tối đa 500 mã lực kết hợp với hộp số ly hợp kép 9 cấp. Hơn nữa,
thế hệ thứ hai của NSX còn được ví như ngang hàng với các mẫu siêu xe khác như McLaren 570S và Audi R8. Trong khi mẫu NSX mới có vẻ rất hứa hẹn, thì lại có một số ý kiến trái chiều về thiết kế mới. Đối với những fan cứng cho rằng, họ thích NSX thế hệ đầu tiên hơn nhiều về mặt kiểu dáng. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng, liệu NSX thế hệ thứ hai có xứng đáng là một phiên bản kế nhiệm hoàn hảo nhất hay không? Câu trả lời có lẽ là có, nhưng sự thay đổi đáng kể về thân xe cùng với việc thế hệ thứ hai là một chiếc xe hybrid đã khiến rất nhiều người hâm mộ nhớ những phiên bản NSX cũ. Thế nhưng, chiếc NSX mới quá khác biệt so với nguyên bản, nên giữa những năm 2016 và 2019, Honda đã bán được 1.258 chiếc NSX trên toàn thế giới. Anh em nghĩ sao về thế hệ thứ hai mới của NSX hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Cảm ơn bạn đã xem và hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video thú vị về xe.